Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lúc chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Chương 4. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sinh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người. Eva lại sinh em Ca-in là A-bên. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành
há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em thôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi sảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng: bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Đoạn Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sinh được Hê-nóc. Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc tùy theo tên con trai mình. Rồi Hê-nóc sinh Y-rác, Y-rác sinh Mê-hu-gia-ên, Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên, Mê-tu-sa-ên sinh Lê-mét. Lê-mét cưới 2 vợ, một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. A-đa sanh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Du-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo. Còn Si-la cũng sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma. Lê-mét bèn nói với 2 vợ mình rằng: hỡi A-đa và Si-la, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Lê-mét, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được 7 lần báo thù, Lê-mét sẽ được 77 lần báo oán. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. Sết cũng sinh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chương 19. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay, và kẻ nào vội bước bị vấp phạm. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va. Sự giàu có kết nhiều bậu bạn, còn kẻ khó khăn dầu bạn cũng lìa bỏ. Chứng gian nào chẳng bị phạt, và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi. Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi, và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật. Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người. Phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người. Người lấy lời đuổi theo chúng, chúng chẳng còn đó nữa. Ai có được sự khôn ngoan, thương mến linh hồn mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng, tìm được phước hạnh. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội, phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận, và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét, còn ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
sự biếng nhác làm cho ngủ mê, và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình. Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Người hay nóng giận dữ tợn sẽ phải mang hình, vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa. Hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo hối, để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình, và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến. Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo. Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức. Kẻ hãm hại cha mình và xô đuổi mẹ mình là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục. Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy, khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức. Chứng gian tà nhạo báng sự công bình, và miệng kẻ dữ nuốt tội ác. Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng, và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội. Chương 32. Bây giờ ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy mình là công bình. Elihu, con trai của Barakeen người Busi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. Elihu cũng nổi giận ba bạn của Gióp, bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Gióp. Vả Elihu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. Vậy khi Elihu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. Elihu, con trai Barakeen người Busi, bèn cất tiếng lên nói rằng: Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già. Vì vậy tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi. Tôi nghĩ rằng, ai đã sống lâu ngày sẽ nói, số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan. Nhưng có thần linh ở trong loài người, và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Người tôn trọng chẳng phải khôn ngoan, bậc lão thành chẳng thông hiểu sự công bình. Bởi cớ ấy tôi nói rằng, hãy nghe tôi, phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng của tôi. Kìa, tôi đã chờ đợi nghe lời của các anh, lắng tai nghe những lời luận biện các anh, cho đến khi các anh đã tra xét điều cho xong. Thật, tôi có chăm chỉ nghe các anh, thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn Gióp hoặc đáp lời của người được. Chớ nói rằng, chúng ta tìm được khôn ngoan. Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. Vả Gióp không có tranh luận với tôi, vậy tôi sẽ chẳng dùng lời các anh mà đáp lại người. Họ sửng sốt, không đáp chi nữa, đã cạn lời hết tiếng rồi. Tôi há phải chờ đợi vì họ hết nói, không còn trả lời gì nữa sao? Theo phiên tôi cũng sẽ đáp lời chứ, tôi cũng tỏ ra ý tưởng mình chứ. Vì tôi đã đầy dẫy lời nói, trí trong lòng tôi cảm dục tôi nói. Này, lòng tôi như rượu chưa khui, nó gần nứt ra như bầu rượu mới. Tôi sẽ nói và được nhẹ nhàng, tôi sẽ mở môi miệng ra và đáp lời. Tôi sẽ chẳng tư vị ai, không vua nịnh bất kỳ người nào, vì tôi chẳng biết vua nịnh. Nếu vua nịnh, đấng tạo hóa tôi hẳn trừ diệt tôi tức thì. Chương 33. Nhưng vậy, hỡi Gióp, xin hãy nghe diễn thuyết tôi, khá lắng tai nghe các lời nói tôi. Kìa, tôi đã mở miệng ra, lưỡi tôi nói trong họng tôi.
các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chính trực của lòng tôi. Điều tôi biết, lưỡi tôi sẽ nói cách thành thật. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. Nếu đáp được, hãy đáp lại cho tôi. Hãy đứng dậy, bày ra lời của ông tại trước mặt tôi. Hãy xem, đối cùng Đức Chúa Trời, tôi với ông có khác chi? Tôi cũng bởi đất buồn mà ra. Sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp, và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông. Quả, ông có nói đến tai tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng: tôi trong sạch, không có vi phạm, tôi vô tội, và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì. Dầu vậy, Đức Chúa Trời tìm dịp đối địch tôi, cầm tôi như kẻ thù nghịch Ngài. Ngài giết chân tôi vào cùng và coi chừng đường lối tôi. Này, tôi muốn đáp với ông rằng, trong các lời ấy ông nói vô lý, vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người. Nhân sao ông tranh luận với Ngài? Ngài không bày giải điều nào Ngài làm, vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bây giờ, Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ, hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tính kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống khỏi bị gươm giết. Loài người nằm trên giường mình, bị đau đớn sửa phạt, và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bạn lấy làm gớm ghiếc vật thực, và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm, và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu trong 1000 thiên sứ có 1 thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, ác Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu, người trở lại ngày đang thì. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng: tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người đến 2 lần hoặc 3 lần, đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi, khá làm thinh thì tôi sẽ nói. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi. Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình. Bằng chẳng, hãy nghe tôi. Hãy làm thinh thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan. Chương 34. Elihu lại cất tiếng mà nói rằng: hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi. Ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi. Vì lỗ tai thử những lời nói như ổ gà nếm lấy đồ ăn. Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, chung nhau nhìn biết việc tốt lành. Vì Gióp có nói rằng: tôi vốn là công bình, nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý đoán tôi. Tuy tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối. Dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được. Ai là người giống như Gióp? Người uống lời nhạo báng như thể nước, người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt và đồng đi với người gian ác. Vì người có nói rằng: chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, hỡi người thông sáng, hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn Năng không bao giờ làm hung nghiệt. Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình. Quả thật, Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng Toàn Năng chẳng trái phép công bình. Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất?
ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian? Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài, thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết, và loài người trở vào bụi đất. Nếu ông có sự thông sáng hãy nghe điều này, khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi. Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao? Ông há dám lên án cho đấng công bình cao cả ư? Há có nên nói với vua rằng đồ xấu xa nè, hay là nói với người tước vị rằng kẻ ác nghiệp mày? Phương chi đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo, bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài. Trong giây phút giữa ban đêm chúng đều chết, bá tánh siêu tó và qua mất đi. Các kẻ cường quyền bị cất đi không phải bởi tay loài người, vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. Chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được. Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét. Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát, rồi lập kẻ khác thế vào cho. Bởi vì Chúa biết các công việc chúng, đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị diệt đi. Chúa hành hại họ như người ác, có mắt kẻ khác xem thấy, bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa, không kể đến các đường lối Ngài. Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa, và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào, hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị, và không ai gài bẫy cho dân sự. Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng: tôi đã mang chịu sửa phạt tôi sẽ không làm ác nữa. Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi. Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa. Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chứ chẳng phải tôi. Vậy nên, điều ông biết, hãy nói đi. Những người thông sáng và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói với tôi rằng: Gióp nói cách không hiểu biết, và lời của người thiếu sự thông sáng. Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, bởi vì người có đáp lời như kẻ ác, người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình, vỗ tay mình tại giữa chúng tôi, và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.